Hello em, quay trở lại. Sau một vài ngày bet chúng ta bảo trì liên tục thì bây giờ chúng ta vào khá là ổn định. Thì rất nhiều người hỏi mình là tại sao không có thằng Ansu Fati của thằng Barca. Thì đợt này cập nhật nó đã có rồi. Và những người nào mà thích sưu tầm những cầu thủ trẻ hoặc là thích sưu tầm những cầu thủ đá bộ thì không thể thiếu nào thằng cầu thủ quá trẻ này của Barca và là quá phong độ, 18 tuổi, đã quá là bén. Thì video này mình sẽ giới thiệu với các bạn là có bao nhiêu cách chúng ta có thể sở hữu thằng này nhanh nhất đó, với những thứ có sẵn ở trong game đấy. Thì cách đầu tiên mình sẽ chỉ cho các bạn là sử dụng bằng Scout. Nó mới cho một bạn một cái Scout 5 sao của Barca, thì bạn đã có lợi dụng cái Scout đó để bạn đổi thằng này. Thì công thức Scout như thế nào thì mình sẽ show cho các bạn coi một số cái công thức có thể trong game mình có và cách mua. Thì giờ mình sẽ show cái công thức Scout cho các bạn nhé. Thì ở đây chúng ta có Scout 4 sao cũng được và Scout 5 sao cũng được. Thì có nghĩa là Scout 5 sao thì có thể đổi được tất cả Scout, nhưng mà Scout 4 sao thì không có thể đổi được Scout 5 sao. Thì nó đơn giản như vậy thôi. Ở đây chúng ta cần có những thẻ gì? Thì ở trong bet mình á, nó sẽ có thẻ này, thẻ Speed, thẻ LWF và thẻ Barca. Thì ở Barca các bạn đã có rồi, thì các bạn sẽ kiếm thêm một thẻ LWF hoặc cộng với thẻ Speed nữa thì chúng ta sẽ có thể ghép được nó. Hoặc là thẻ Speed, thẻ thẻ này đó, giống như dòng này thì chúng ta có thể ghép được. Thì ở đây trong trong cái dữ liệu này là có cái có của Bet Mobile và có cái có của Bet PC nữa. Đấy, thì các bạn làm sao các bạn mua được những cái thẻ này? Thì chúng ta vào thị trường đấu giá. Thì giờ mình sẽ quay lại game mình chỉ cho các bạn thị trường đấu giá là chỗ nào. Đây cái các bạn qua phần hợp đồng, cái dưới cái bóc quay á đấy, vào cái danh sách đấu giá. Thì ở đây bạn sẽ kiếm những cái thẻ LWF và thẻ Speed, đó là những hai cái thẻ đó. Hai cái thẻ đó cũng khá là rẻ, thì chúng ta sẽ đấu giá. Đấu giá thì chúng ta đấu giá xong hai thẻ đó kết hợp với một cái thẻ Barca. Thẻ Barca khá là mắc nhưng mà nó cho các bạn rồi thì các bạn có thể đổi được. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai cũng khá là nhanh là các bạn treo nó qua câu lạc bộ, qua My Team, qua thẻ cầu thủ là treo đó. Đó, các bạn có ba thằng vàng thì các bạn treo thẳng thằng thằng đó luôn. Ví dụ như đây mình có ba thằng vàng thì mình sẽ treo cái video treo cầu thủ thì mình đã up từ trước rồi. Các bạn nào không biết thì chú ý xem lại cái video đó, tại vì con hàng này là con hàng khá là ngon. Thì nhiều bạn kêu có xài bay đâu mà đổi, thì đổi vì đam mê các bạn. Nhiều lúc các bạn cày sim hay cày gì thì có nói bạn, nếu các bạn chơi đội hình đen không mà mình chơi một thằng đội hình có thằng vàng mà nó chỉ số 96, bạn nghĩ đi, một cầu thủ trẻ như vậy mà chỉ số 96 khá là mạnh nha các bạn, nên sở hữu nó. Câu lạc bộ hiện tại thì nó là cái này à, bắt sao không biết, năm nào không biết. La Liga đây. La Liga này là La Liga Barca hay là La Liga nào đây không biết. Nói chung bạn này là bạn bạn đã mod rồi các bạn, nên nó không giống với bản thường. Chúng ta kiếm LWF này. LWF chúng ta sẽ kiếm thằng đó. Đây. Đấy. Rồi, chúng ta kiếm đâu? Chắc chắn mình phải sở hữu nó rồi, nó con hàng quá là hot mà. Ok, chúng ta sẽ sử dụng một thằng khá là ngon. Thì đây là cách thứ hai. Cách này là khá phổ biến và nhanh nhất để các bạn có thể đổi được thằng này khá là ngon. Thì mình sẽ cho các bạn coi chỉ số này. Ansu Fati, đây, chỉ số bình thường của nó là 82 và khi nó mắc là nó 96, các bạn nhìn chỉ số đi. Thằng này nó full kill nha. Play kill nó full luôn, comp play style của nó cũng full luôn. Đó, nó là chuyên cắn luôn. Bạn thấy không? Speed của nó 97 và 99. Speed 97 và tăng tốc hỗ trợ cho speed tốc độ là 99, khá là ghê. Cái đấy các bạn, chỉ số đó. Độ bền nó 86. Thể lực của nó 86, khá là ngon rồi. Blunt của nó 93 là có nghĩa cái độ sự tì đè của nó khá là ngon. Nói chung là thằng này Finish 93 khá là ổn. Nói chung là thằng này là best bóng vàng rồi.
bạn nên sở hữu đấy. Và nhiều bạn hỏi mình làm sao để sở hữu thì video này mình đã nói cho các bạn biết. Thì bạn nếu bạn thấy video này hay thì ủng hộ mình một subscribe và một like video, đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông theo dõi vì nó là free. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.